Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm qua cho biết đang theo dõi sự hiện diện bất hợp pháp của hơn 135 tàu dân quân biển Trung Quốc tại một rạn san hô ở biển Đông. Philippines tuyên bố phát hiện hơn 135 tàu Trung Quốc neo đậu gần một rạn san hô cách đảo Palawan của nước này, hơn 300 km về phía tây. Philippines cho biết vùng biển xung quanh rạn san hô là một phần vùng đặc quyền kinh tế của nước này nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng. Các đoạn video về khu vực do Philippines công bố cho thấy hàng loạt tàu lớn được trang bị các thiết bị giống như cần cẩu. Hai tàu của Philippines hôm ngày 2 tháng 12 đã tuần tra trong vùng biển và cảnh báo các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, song các tàu Trung Quốc đã từ chối. Philippines nghi ngờ các tàu Trung Quốc đang chở lực lượng dân quân biển Số lượng tàu Trung Quốc trong vùng biển này đã tăng so với trước. Philippines phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc trong cùng khu vực vào tháng 3 năm 2021. Khi đó, Manila đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh. Sáng nay, quân đội Trung Quốc cáo buộc một tàu chiến Mỹ xâm nhập bất hợp pháp vào một đảo sang hô ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc tuyên bố Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Người phát ngôn này cũng nói rằng Mỹ cố tình gây rối trên Biển Đông và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Theo người phát ngôn trên, quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hàng hải để theo dõi và giám sát tàu Mỹ, đồng thời binh sĩ trực chiến luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thưa quý vị, Israel hôm qua tuyên bố đang mở rộng hoạt động trên bộ ở miền nam giải Gaza, đồng thời tăng cường không kích vào khoảng 400 mục tiêu của phong trào Hamas người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ chống lại các trung tâm của Hamas trên toàn Gaza. Ở Gaza bất cứ nơi nào có Hamas sẽ có hoạt động quân sự của IDF. Israel cũng đã mở rộng các cuộc tấn công trên không vào khoảng 400 mục tiêu của Hamas ở thành phố Khan Yunis ở Nam Gaza khiến người dân Khan Yunis ồ ạt di chuyển về biên giới với Ai Cập. Tối qua chúng tôi không có chỗ ngủ, các cuộc tấn công xuyên suốt đêm, chúng tôi không biết đi đâu cả. Một số người nói nên đi về phía đông, tây, bắc hoặc cửa khẩu Rafah. Theo Bộ Y tế Gaza, đã có hơn 15.000 người Palestine thiệt mạng sau gần 2 tháng nổ ra giao tranh giữa Israel và Hamas. Trong lúc này, khu vực biên giới Israel-Liban cũng chứng kiến ngày thứ ba liên tiếp xảy ra đấu súng giữa Israel và phong trào Hezbollah, là một số binh sĩ Israel bị thương. Israel cho biết một số binh sĩ bị thương nhẹ khi một tên lửa chống tăng từ Liban bắn trúng một phương tiện ở khu vực miền Bắc, Beit Hill. Israel đã bắn pháo đáp trả. Hezbollah cho biết họ đã dùng vũ khí thích hợp nhắm mục tiêu vào một số vị trí của Israel. Sau khi nổ ra cuộc chiến Hamas-Israel hôm ngày 7 tháng 10, Hezbollah đã tấn công bằng tên lửa gần như hàng ngày vào các vị trí của Israel ở biên giới, trong khi Israel tiến hành các cuộc không kích và pháo binh ở miền nam Liban. Nhưng biên giới phần lớn yên tĩnh trong thời gian ngừng bắn ở Gaza. Đây là cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, một đồng minh của Hamas. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại trường đại học Bang Mindanao, thành phố Marawi, tỉnh Lanao del miền Nam Philippines và hôm qua khiến 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án vụ tấn công, đồng thời ra lệnh triển khai quân đội và cảnh sát để tăng cường an ninh. Đại tướng Romeo Browner, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Philippines tuyên bố. Theo chúng tôi đó có thể là một cuộc tấn công trả đũa. Chúng tôi đã cảnh báo các đơn vị và tất cả các đơn vị ở Mindanao cũng như những đơn vị khác như cảnh sát quốc gia ở đây và ở khu vực ga thủ đô Manila. Tỉnh Lanao de Sur là trung tâm của vụ xung đột năm 2017, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai. Xin biệt và hẹn gặp lại.